Khoa Bắc, Vương Phạm mua máy bay 115 tỷ đồng. Nhắc đến Khoa Bắc, nhiều người đều biết đây là YouTuber chuyên về review du lịch với 4 triệu người theo dõi. Những video của Khoa Bắc có lượng người xem lên đến hàng triệu lượt với nội dung xung quanh việc vung tiền cho những trải nghiệm xa xỉ. Từ ngày qua Mỹ, Khoa Bắc càng thể hiện mình là người giàu có và quyền lực khi hết lần này đến lần khác review những địa điểm sang chảnh. Thậm chí, trong vlog mới đây trên kênh mình, Khoa Bắc và Vương Phạm đã cùng nhau đi mua phi cơ giá 115 tỷ đồng, 5 triệu đô la Mỹ. YouTuber này thậm chí còn mạnh miệng cho biết sẽ dùng phi cơ này để bay về lại Việt Nam một ngày không xa. Trong video, Khoa Park và Vương Phạm gặp nhau ở Boston, sau đó cả hai chạy xe lên tiểu bang Maine để đi mua máy bay. Khoa Park tiết lộ, bữa trước hai anh em đi máy bay tư nhân giá 11.000 USD trên ngày thử xem sao, Anh ngờ máy bay nhỏ quá, không thoải mái nên hôm nay quyết định mua máy bay to gấp đôi, giá tiền cũng gấp đôi, 5 triệu đô ngã 115 tỷ Việt Nam đồng. Đây là chiếc phi cơ có thể bay về Việt Nam được luôn, nên sang năm mình về Việt Nam khỏi tốn tiền mua vé máy bay ha ha. Khoa Park cho biết chiếc máy bay có cả quầy bar, tủ lạnh, đồ ăn thức uống, lò nướng, bồn rửa, toilet ghế ngồi có rất nhiều chức năng hiện đại. Đồng thời, Vương Phạm cũng tiết lộ chi phí vận hành mỗi năm cho một chiếc máy bay rơi vào khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đô la Mỹ, chỉ mỗi lần thay nhất thôi cũng tốn tới 600.000 đô la Mỹ, hơn 13,6 tỷ. Clip đi mua máy bay của khoa Park được công bố khoảng một tháng trước, tuy nhiên một điều bất ngờ là cộng đồng mạng tình cờ tìm ra tung tích của chiếc phi cơ này. Theo đó trên trang controller.com hiện đang giao bán chiếc phi cơ cũ thuộc dòng 1992 Bombardier Challenger 6013A trên ơ với số hiệu N236N như trong clip của khoa Park. Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc, không rõ Khoa Bắc và Vương Phạm đã thực sự mua chiếc phi cơ này chưa hay clip trên kênh youtube chỉ đơn giản là tham quan máy bay mà thôi.